Cái nha bạn. Chào tất cả anh em nha. Hôm nay team của mình lại tiếp tục cái công việc vào buổi tối nữa thôi. Hôm nay đi gài chuột các bạn. Hôm trước mới sắm được 5 cái lồng chuột. Chú Thiên thì sắm được cái lồng gắn. Nhẹ bạn ơi, mình sắm được cái lồng gắn. Gắn lồng gắn cũ rồi, gắn mới luôn nha. Mình đi gài chuột. Bạn thấy tao đặt cái bịch chôm nữa. Có bịch chôm cũng tao hoài cái nổi. Có chôm chứ. Giờ anh em mình đi gài các bạn ơi. Tối cũng ở không có biết làm gì. Quay clip thì các bạn cũng ít coi quá nên cũng làm biếng quay. Giờ tối đi lang thang gì chơi nè. Đặt gắn à, ý đặt chuột. Đặt chuột là có chuột, cái lấy chuột đặt gắn. Cái đặt có gắn thì mình cho vô nồi. Cái chuột chuột dừa lúc trước nó chạy dữ lắm các bạn. Các bạn biết đâu không tiêu cho nè. Phẩm thấy nó có dấu cạp nữa nè. Ồ, cái hang nó bữa đặt trứng quá. Ông Dương triển khai cái đầu tiên nè các bạn. Dừa ở đây ngộ lắm các bạn ơi. Đứng có ngang cái đầu ông Dương cao hơn cái dừa nữa nè. Đây, kỹ thuật gài chuột được coi. Gài sao con chuột vô gặp nó bắt không được nha. Dướng nó kẹt á. Giấu rồi kỹ ha. Quan trọng là nó có đập được không nha. Đây cái nồi. Giờ chuột bay vô đó. Không có đường nào cho chuột vô cho vậy ông. Lên đây nè, lấy tôi gài cho coi. Sập bây giờ. Nè, để bẻ đây nè. Cái xuôi nó đó. Thôi để cho đầu dừa này cũng được nữa nè. Thấy người ta gài lên đây nè, để đây nè, để mà cột lại. Có mấy người tôi xài cái chút đó, tôi đưa lên cái tàu chứ. Để tàu á. Nè. Chết luôn. Này thôi không ổn rồi bạn ơi. Vậy mà nói 10 năm trong nghề gài chuột nè các bạn. Cái gài có tiếng cho mấy. Được nha. Xin chào. À, để mình lạnh con dưa này đây, đúng đây cái gọi luôn sống thử coi đã bảo luôn đập chúng này nè thử coi đẩy xếp lên kia xíu của ta nãy ông đẩy qua đó à, ông thôi thấy không sửa gõ lại rồi không được rồi được rồi ông chuột nó chạy lên đây rồi bây giờ dưới này rồi ăn mày luôn đau dữ vậy đây ra tôi làm cho coi ừ vậy chuột nó cũng nhảy lên nè khổ mấy chú quá làm nó đó gặp dướng cái lồng dừa đó. Không mà tôi thấy không ổn đâu nha. Nó đi gài, nó dính chuột rồi rớt mưng luôn à. Tôi bậy rồi. Ông nói là bữa hổm là ông gài rồi bữa nay tới tôi chứ bộ. Con cá này thôi. Thấy không? Thấy khơi quá à. Không ổn đâu. Cũng có cũng gài vậy thì ổn đó mà không dính hay không? Không ổn. Có chuột không tôi không biết. Thấy không dính đó. Đảm bảo luôn á. Chắc gà chuột nè các bạn ơi. Cũng mới gài đâu được 1-2 lần thôi nha. Cái đảm bảo luôn á. Đảm bảo luôn. Ừ. Thôi đi, đi, đi. Đảm bảo luôn. Có 5 cái rồi nha, phải chắc chiêu cơ hội nha không? 5 cái chúng con thôi, chứ được 100 rồi. Chúng 200 chứ. Tại 2 con, đúng không? Đâu nữa? Đi ra bên kia. Nữa hả? Ừ. Mình cũng có vô cái gì, tắt của mình rồi, còn cái lại rồi. Được. Để lại. Ơi, bù hông vô miệng. Bò đâu lớp nữa rồi, gắn á. Thiệt á. Chăng á. Bự lắm á chú ơi. Chọc bẫy vô đây. Bò nước. Chắc được. Đây này còn nhỏ, còn có nước. Đó, nước. Đây nó. Không có chỗ đi rồi nó. Nó có hang, có hang. Nó bự lắm á. Ừ, trời cái hang kìa. Tao gọi đèn sâu vô cái hang thử coi, thấy gì không? Sao thấy?
Kìa hang thui thấy không nè. Thì thấy cái hang đó. Nó nước này thui đó nó. Rồi giống chuột đó chú ơi. Không. Chuột nhâm 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 kìa. Rồi, nhâm 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 lự cho nè. Chuột cua. Chuột á, cua đâu bò dữ vậy? Không. Chuột á. Chuột không. Chuột. Chuột không vô hang kỳ vậy. Chuột cái gì vô hang chứ sao? Mà không định có rồi, thôi để đấy. Mà chuột sao vô hang nước đúng không? Ừ. Chuột vô cái hang đó kìa. Cầm tay tôi đi. Chuột thì cực khổ rồi, phóng clip đi đi. Để đi, mình ra ngoài trước đi từ từ. Còn nhiều chó nữa. Con ra dập một mà chắc chiêu cơ. Cấp gà sao mà thời tiết sao ngổ ta, cấp gà mà lạnh lạnh như tết nè. Cứ tuần qua nó. Có chiếc có giá. Vào 10.000 á. Cua đây mà không theo coi cua cả. Nãy gài trên cây bị phản ánh quá, nhưng này chú Dương quyết định gài dưới đất các bạn ơi. Kiểm tra lọt rồi ha. Nghe đừng đi coi chừng mắt nha chú Thiên. Dưới gà chút cấm rồi. Dọn dọn cho nó bật được nha. Dương đứng trái nè các bạn. Đột mất tiêu luôn, không thấy mình không thấy luôn. Chú Thiên nó quyết định được cái chỗ để cái lọt của chú Thiên hả? Được chưa? Nào, kỹ nghe đừng đi, độ ngang nó ẩm thôi rồi. Đây nè, chú Thiên đã tìm được vị trí ưng ý. Thấy cái bao trắng trắng này. Nè, ăn làm đi, ấy quá, đau liễu quá. Ta chú cũng nhiều công dụng lắm. Kẹt chuồng cũng được đúng không? Thấy đừng cái đấy. Ông làm này nó bách 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 đó lại. Đi bắt thử vậy. Đây kìa. Dương biến leo cây rồi, đặt đất không? Thôi. Cái cuối cùng leo cây nha. Bữa mới tập leo cây đây mà. Đâu? Ừ. Cho lấy đi. Dương thích mấy cái chỗ khó khăn này nè các bạn. Dễ không? Dương vừa gà chục mương ngon mà, chứ không gà chục dừa. Lắm tập lấy dừa rồi mà. Chưa chung luôn quý. Để bao giờ sửa tính nào mua cho Trung Dương? Tháng sau. Vậy chứ ông Dương gà chuột cũng khó ăn của ông lắm các bạn ơi. Ông gà có đừng mơ, ông bán, ông mua quà, ông tặng 8 tháng 3 cho ghệ đó. Thôi ghê chưa. Trời ơi. Dương hiền đúng không ạ? Làm gì được. Nè. Sao sáng ta đi ngang lụm kêu gặp không? Gặp 10.000 cái rồi nha, lụm là lỗ luôn. Đâu rồi? Ê, gặp 10.000 cái đâu nội thôi. Lộ thiên kêu đó là tiêu nghe. Mà ừ. Sao không? Đi ngang là thấy liền cái nội nghe, không sớm mình không để vậy cho thấy. Không đi thăm sớm. Chú Thiên thì sở thích là bẻ dừa. Cột dây. Cột dây. Mình có nôn nôn rất dễ quá. Đó. Không ơi cái đó có lý lắm nghe. Chơi quá. Đi bên vườn cam qua rồi ha. Không biết ăn được. Ừ. Chục mấy nổi.
mới đẻ chứ. Cái dừa này không, bữa cái dừa này tụt khác không? Không bay theo chụp nó. Bữa cái này nó vô. Tụt cặp cái này nè, cái kia, cái lồng nước nè. Nè. Ừ. Có cái gì nè. Ừ, cũng được nè. Khỏi cột luôn, này có rớt, nó rớt trên bờ mà. Có cái nào rớt xuống mé mương rồi. Sợ đây đứng dùm ra. Sợ rớt mé mương đồ thì nó chết luôn. Tối nay có bão cấp 12 thì nó thổi bay gặp luôn. Ủa, chút vô ra nữa, để chút vô rồi à. Sửa à. Cãi không? Ông cái cãi á. Bây giờ cãi tiếng nó coi. Nó nói tiếng nó coi. Dục luôn gặp không? Ông cãi không? Oh no. Giờ tôi dạy không ngài? Còn cái cuối cùng á, chắc chiêu cơ hội đi chứ. Có cái cuối cùng hả? Ừ. Bán tấn cam mua được có 5 cái gặp nữa trời. Đèo tiền. Mặc dữ vậy. Tấn cam là nó được chịu hả? Cầm cái này. Cũng làm khó nhau nữa à. Trời ơi, leo nữa, phái. Leo nữa. Phái leo. Trời, leo nữa các bạn. Trời, leo vừa mang dép luôn các bạn thấy không? Dữ dằn không? Trời ơi, tôi chết tỉnh như vậy. Ừ, vậy sáng đi thăm cho cực một chút. Ừ, đi để chi chết. Khó mà. Chảnh khó để lắm á. Nó kẹt bè em lắm chứ, sao để. Đi đó. Này. Để bè đó. Vậy mới chịu đó. Cái này thấp rồi chứ thôi tốn 3 ly trà sữa nữa rồi. Vậy nó mới chịu đó. Ờ, ông xuống thì cái gặp nó cũng xuống theo luôn. ông buông ra là hai cái, ông nó buông nó ra là nó ốp lại á. Không được đâu nghe. Không được. Nó dướng dây nhợm lắm chân nó không có đập được á. Thôi căn hồi rớt đất quá. Căn kể đầy quá. Không quay về chỗ cũ à. Chết té bây giờ. Rồi. Cái dừa đứng ấy đứng là tới cái bè rồi mà không chịu. Trời ơi, xuống mương nữa hả? Xuống mương cả chục cống. Cống bự. Khôn lắm, hồi dày hồi cắt không hiếu nói. Sai rồi ta, có quyền. Nhanh vô nè. Đường đâu mà nghe. Lạnh sống quá à. Ê, là đang cung chút. Có không? Không có đem ăn thun theo rồi có, thấy mang bình tích với nó nữa. Để. À, cuối cùng cũng... Sao xuống mương nữa đây? Ở dưới cái đó không? Không được rồi, không dưới không? Không dưới được. Rồi, đây là cái cuối cùng các bạn. Không biết sao không leo lên tạp, bây giờ nó xuống thì đứng thẳng tới. Tính tới trên đường ngày sáng chất mất. Hy vọng sáng nay sẽ có mồi để mời ăn cơm nha các bạn ơi. Bây giờ tạm thời mình dừng cái video đi gài chuột nha các bạn. Rồi mời mình gây kết quả cho các bạn coi khó không. Các bạn à, sáng mình đi thăm 7 hôm mình gài nè các bạn. Sáng ra chú Thiên chú Dương đi mất tiêu rồi không chịu đi qua đi thăm, mình đi thăm con mình nè. Ủa ông cho mình đặt hơn nè các bạn. Dương đặt nào ta. Đây là gì nè. Giấu dữ lắm. Giấu kỹ nè. Chắc mất luôn. Một cái đầu tiên chết nha các bạn. Đọc xong đi. Cái à, tới cái chỗ ấy vô chú Thiên nè. Không thấy gì luôn. Thấy không ạ? Nó mình đi chết rồi. Lập rắn nè. Con thân là gì vậy? Con chuột bay. Cái khẩu quan ạ. Cái giường chuột dữ lắm luôn á mà. Làm như nó ăn mồi trên cây rồi nó no, nó không thèm ăn. Đâu ta, cho mình đập dưỡng đâu ta. Này, này, này. Đi hút rồi. Cái gặp, trời ơi, dưỡng con gà các bạn. Con gà cái gặp được, còn giấu gặp nữa. Chất mất luôn, còn thinh luôn. Hai cái rồi. Cái của chú Thiên gà dính nè các bạn ơi.
một anh. Các bạn, chào bạn có đến với đội của mình. Bự nha các bạn. Đấy. Một anh. Đây. Ba cái nha các bạn. Để đây mình dỡ nút các kia, hai cái kia nè. Cỏ không các bạn. Nè, hôm cỏ giờ ông Dương đội đi vô trong cái vườn cỏ này đặt nè. Đi vô nó ngứa không chết luôn ạ. Rồi tiêu luôn. Còn kìa, hôm Dương hôm nè. Đi thánh nè. Ý dụ. Được luôn. Còn cái cuối cùng. Đừng có con các bạn ơi. Lập gắn thì chắc mất rồi, còn chuột đi thêm nè. Buổi sáng ở quê mình rất là yên bình nha các bạn. Không có xô bồ như là thành phố. Mình thì sáng công việc của mình thì khoảng nửa tiếng hồ là xong ba, nửa tiếng đến một tiếng. Cái gặp cuối cùng rồi các bạn ơi. Ủa? Đấy, hôm gãy đây mà. Ô, dính gớt xuống đất luôn bạn. Hôm như gà nhánh này cột lại mà dính nó làm gớt xuống luôn. Vậy là được con nữa. Chúng là 5 cái mà được 2 con cũng được nha bạn. 2 con này cũng mập ạ. À. Chuột dừa luôn nha. Rồi, để coi coi 2 con này chắc mà có 2 con được làm gì đây nữa, chắc để đặt gắn nữa các bạn. Để chụp hình gửi hai chú Tiểu Thiên, Tiểu Thiên mừng lắm rồi nha. Hai con này Tiểu Thiên dạy không à. Còn ba gặp của chú Dương thì chắc mất rồi. Rồi vậy là sáng mình đã thăm xong 5 cái gặp chuột với một cái lồng gắn các bạn. Kết quả là được 2 con, hai chuột cũng to à. Gắn thì nó chưa có ăn. Gắn thì mình đặt để lâu đó bạn. Để thì nào dính thôi hoặc thì nào chuột chết thôi à. Đó có lần ông kia cũng đặt các bạn, ông đặt chuột cái ông bỏ quên luôn, tới lúc mà ra là nó đẻ trong một bầy luôn các bạn. Wow. Đó mùa mưa nha, mùa mưa nó có nước rồi nó mới sống được chứ. Còn mùa khô này chắc để quên là chết luôn, khô gan nó khát nước chắc à. Còn khi mình đặt thì mình có để thức ăn cho con chuột các bạn. Để một xíu lúa hay là một xíu thức ăn gì đó cho nó sống. Nó sống càng lâu thì khả năng dính gắn thì càng cao các bạn. Bây giờ mình đi vô nhà các bạn. Mình nằm cái lòng vậy chứ cũng cầm tay không hết các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.